야, 서정 비결 이란 책 이름을 들어본 적이 있습니까? Đây có nghĩa là gì đây? Các bạn đã từng nghe Ni ân trợ ký ít tà là gì đây ạ? Đã từng Đã à, từng như trong này là con nghi vấn. Bạn đã từng thưa đô bồ tà, từng nghe thử nhau. Thực tà, thưa đô bồ tà. Bạn đã từng nghe qua quyển sách tên là gì đây? Thô trong đi chơi chưa? Bao giờ chưa? À, bạn đã từng nghe qua quyển sách có tên gọi là Thô trong đi chơi bao giờ chưa? Xe hê ca tuệ miệng Thô trong đi chơi rất phụ nữ xa đàm tử đi Mạnh xâm nhị ta Xe hê ca tuệ ta Xe hê ca tuệ miệng Đến, đến là mới đúng không ạ? Xe hê ở đây là mới. Đến là mới thì Thô trong đi chơi Bồ nên xả đầm chỉ đi mà xem ta. Có nhiều người. Có nhiều người như thế nào đây? Xem bói tướng à, xem tướng. Thô trong đi chờ bồ tà là xem tướng à, Thô trong đi chờ rừng Cho sân si đê thô trong Y chi hầm Chân ô bẹt xíp chín lần Này sao Chân ô bẹt chín xíp hai lần Y ra nên xả đầm ý Xin yê ôn so Y vị ta. Các bạn có từng nào đây? Yê ôn so. Đây là hán hẹn các bạn nhé. Yê ở đây có nghĩa là trước, dê ở đây có nghĩa là trước, còn ôm như là nói, so ở đây là quyển sách, ở đây có nghĩa là quyển sách để mà mình dự đoán trước trong tương lai đó, dê ôm so. Sarami sun sun ở đây định ngữ đúng không? Định ngữ sư tà cộng với danh từ dê ôm so thì người ta nói là sun dê ôm so quyển sách để dự đoán trước mà người viết tên là gì đây? Mà người viết người đã viết tên là Y Chi Hâm thời đại Joseon à, như là cái quyển sách Thô Trân Đi Chơi này là cái quyển sách để dự đoán trước được cái người tên là Y Chi Hâm thời đại Joseon này viết ra ha. Và tiếp theo Y Chi Gư Thông Hè Sò à, trong đây có cái ngữ pháp Ư Thông Hè Sò. Bây giờ mình thử làm quen với cái ngữ pháp này nha. Bạn nào biết ngữ pháp này ạ? Ư thông hè so đây là gì đây? Thông qua cái gì đó và trước nó là một danh từ nha. Nếu mà danh từ có bắt chim thì chúng ta sẽ cộng với ư, còn danh từ không bắt chim thì chúng ta cộng với rư ha. Thông qua cái việc gì đó. Câu thứ nhất các bạn cùng tìm hiểu nha. Câu thứ nhất là gì đây? Mời một bạn đi. Mời bạn nam. Ứng dụng liền cái ngữ pháp này nha. Nam. À, vậy thì mời Việt. Mày nói. Nhìn lên bảng á, mình bớt lên bảng á. Mời bạn Xuân. Vào cái trang tin nhắn đây. Ừ, vào trên tin nhắn á. Thì không phải thì khác rồi. À, bây giờ mình Không, đang gặp không cái ngữ pháp ư rứ thông hai thông hè so thì bây giờ thẳng mình lấy vài ví dụ cho các bạn rõ. Thì nó chơi cũng cũng đi tin là gì đó. À, tôn mui là động vật, từ là số nhiều, những loài động vật. Bạn đọc đi rồi giờ sao? Đọc đi rồi sẽ hướng dẫn sau. Tiếng Anh sáu mươi sao em tin đi đặt phố lên tờ. Đúng rồi, thì các bạn thấy nè, hồi nãy mình nói gì đây? Trước ư rư thông hè so là một danh từ đúng không ạ? Thì các bạn thấy nè, sau tà đây là động từ, nhưng mà muốn chuyển thành danh từ thì chúng ta thêm chữ mi âm này không? Sau ư, sự cãi vã. Vậy thì con này mình định thế nào đây? Những loài động vật nó thông qua sự gây cãi như là sao mới thời sao cũng như là nó cắn nhau hoặc là nó như hai con động vật nó gây nhau hoặc là nó cắn lộn với nhau. Nếu mà mình thể hiện tiếng miền Nam là nó cắn lộn với nhau và tiễn ra vua, quan là vua ha, ta tuyển chọn lựa chọn à, chọn ra vua à, động vật thì thông qua đấu tranh hoặc là nếu mà nói về cái ngôn từ
nó cắn lộn với nhau để chọn ra vua. Rồi câu thứ hai, mời bạn Xuân nha. Khi có xin chưa qua xe bên thăm nhau xe sản hãng tư tên hoang tư y mô xong qua bên mi tả. Cái này chưa qua xô ở đây là gì đây? Sách giáo khoa. Sách giáo khoa. Cái này thông qua sách giáo khoa giáo hiệu. Đây. Đây là thói quen của người Hàn Quốc. Đây là thói quen, sụp con là thói quen nè của người Hàn Quốc. Được biết phần thành ai kế quyền. Đúng rồi. Đây là thói quen của người Hàn Quốc. Được biết rõ thông qua sách giáo khoa. Các bạn rõ chưa? Mình sẽ dịch ngược lại nha. Ý gõ sơn như đây là trở lại cuối câu. Sụp quanh là thói quen. Ươi là của nè. Hàn Quốc in là người Hàn Quốc. Thói quen của người Hàn Quốc. Được biết rõ thông qua sách giáo khoa. Ok. Rồi tiếp theo, câu thứ ba. Mời bạn Nương. Xin chú đến thăm hai cô, con chúc hai xin trà. Hai xin. Thông qua lỗi lầm sẽ trở nên thành thục hơn. Thành thục hơn. Sơn xúc hai chi ta. Hai xin ta. Sơn xúc hai ta là thành thục nè. Hai sơn xúc thế chính tả đây là trở lên thành thục. A O chỉ tả ngữ pháp A O chỉ tả. Rồi câu tiếp theo mời bạn Tình Lê. Lê không nói được không? Tình Lê không nói được. Vậy mời bạn Liên. Xúc tâm là gì đây? Câu tục ngữ. Câu tục ngữ là trở lại cuối câu là cái ota là gì đây? Ota như là có được, giành được, lấy được, thông qua kinh nghiệm lâu năm thành ngữ tục ngữ. Câu tục ngữ là cái mà người xưa hiện nay Saram thì đi người xưa có được thông qua kinh nghiệm lâu đời. Tục ngữ nha. Đây có nè, tục ngữ là những cái hiện nay Saram là người xưa nha, hiện nay Saram người mà những người ngày xưa có được thông qua kinh nghiệm lâu đời. Ok, vậy là các bạn hiểu thông thường sơ rồi ha. Bây giờ mình sau tà là gì đây? Gây nhau sau u tà. Bây giờ muốn chuyển động từ sang danh từ, đây là cái trường hợp thứ ba, thì mình sẽ thêm ni-âm vào đó. Sau u tà thì mình sẽ thêm ni-âm thì nó thành như đây. Còn chụp tà chết nè. Bây giờ mình chuyển qua cái chết thì mình sẽ thêm bị đúng không? Có chim thì cộng với thì nó sẽ trở thành chú vương. Còn ập phứ tà là đau. Bây giờ mình chuyển cái động từ trạng thái này qua danh từ thì chúng ta sẽ cộng với mi tại vì nó không bắt chim thì nó sẽ thành như đây. Ập phương cái này bắt buộc các bạn phải thuộc lòng thôi, phải thuộc mới được. Trường hợp ngữ pháp hết à, nó dính liền với ngữ pháp hết à. Ví dụ như bạn có ngữ pháp bắt đầu si chắc hà tà, bây giờ bắt đầu gây nhau thì nó trước si chắc hà tà nó có kiểu gì đây ghi, thì đó các bạn cứ thuộc cái ngữ pháp đó thì cứ gắn vào là được. Sau tà bắt đầu gây nhau thì mình là sau ghi thì chết ha tà, nó cứ như vậy đó. Sau kế tề tà là bị hoặc là được gây nhau, bị gây nhau, nó đều nằm trong khuôn khổ ngữ pháp hết à bạn. Đúng rồi. Nếu mà ghi hả, ghi cũng được nữa, nhưng mà mình thấy
sao để coi coi, chi rứ thôn hè số cũng được nữa, không có sai đâu. Sau chi rứ, nhưng mà sau ưm nó sẽ thấy nó trở thành danh từ sử dụng nhiều hơn là sau u ghi. Sau ưm trong trường hợp này bạn nên dùng sau ưm ha. Rồi, hiểu chưa ạ? Rồi, vậy tiếp. Trở lại bài. 이 책을 통해서 사람들은 한 해 운수가 좋은지 나쁜지를 미리 알아봅니다. 자, các bạn dịch đi. Cô đang hỏi cái ngữ pháp ưng chi này. À, ưng chi này. Ờ, trong trường hợp này là nó, nếu mà nằm giữa câu thì nó có nghĩa là câu nghi vấn, câu hỏi nghi vấn nha. Nghi ưng, ưng chi. À, tại vì nó chính tính rồi cho nên cộng với ưng hoặc là ni ưng chi. Ni ưng chi tính từ mà. À, đây là thuộc dạng câu nghi vấn nằm ở giữa câu. À, hoặc là hay là cái này, hay là cái kia. Hay là vừa là nghĩa nghi vấn, vừa là nghĩa là lựa chọn cái này hay là cái kia. Mấy các bạn thử nè. 이 책을 통해서, thông qua quyển sách này, 사람들은 한 해 운수, unsu là gì đây ạ? Vận số, vận số. 좋은지 tốt hay là 나쁜지 hay là xấu. 미리 알아봅니다. À, 미리 là gì đây? Trước, 알아보다 là tìm hiểu. À, tìm hiểu hoặc là dự đoán đấy. Vậy thông qua cái quyển sách này á, người ta tìm hiểu trước. Tìm hiểu cái gì đây? Tìm hiểu cái gì đây? Vận số. Ờ, vận số của mình trong một năm có tốt hay là xấu. Thì các bạn nãy mình có nói bạn là ở giữa câu thì luôn luôn là câu nghi vấn nha. Thì mình đặt câu hỏi ở ngay chỗ tốt hay là xấu là nó có cái câu hỏi trong đó đó. Ừ, các bạn hiểu được không? Ừ, nhiều khi mình phải gặp những cái trường hợp này, nhiều trường hợp khác nhau lắm. Thì trong cái trường hợp này nó cũng là câu nghi vấn, nhưng mà naputa với lại chota là tính từ, vì thế nó cộng với un chi hoặc là ni un chi tính từ. Rồi bây giờ tiếp. À, còn hiểu rõ hơn thì chắc nó nằm trong bài mấy ta, nó nằm trong bài 14 15 gì đó, nó có cái phần đó, cái đó là mình giải thích rõ cho ha. Rồi 물론 이 책에 서 있는 것을 그대로 믿지는 않습니다. 뭐 나오 được câu này, dịch được câu này. Em được chụp. Ừ, các bạn xin phong đi. Em không thể tin một cách chính xác như vậy những gì à, tất nhiên không thể tin một cách như vậy những gì được viết ở trong cuốn sách này. Ừ, tất nhiên là không thể nào tin hoàn toàn hết được. Không thể nào tin hết như quyển sách nói sao thì mình tin lại như vậy. Không thể nào tin được hoàn toàn những cái mà được viết trong quyển sách này ha. Rồi, tân chỉ là gì đây ạ? Chỉ là hoặc là đơn thuần là chemiro là gì đây? Chemi là như là cho vui vậy thôi, như sở thích cho vui vậy thôi. Chemiro 호정이 결을 보는 사람도 있습니다. À, cũng có người như thế nào đây? Cũng có người xem cái quyển sách xem tướng này á là để cho vui thôi. Ờ, chimiro. 그렇지만 어떤 사람들은 앞으로 자신에게 일어날지도 모르다. Bây giờ mình qua cái ngữ pháp 일어날지도 모르다 nha. Này nó ghép khoảng 2-3 ngữ pháp lại với nhau, bạn phải nắm được 일어날지도 지도 모르다. Đây là gì đây? Ngữ pháp không chừng. À, không chừng là như thế nào đó. À, không chừng như thế nào. Mình bóp lên cho các bạn ha. Ví dụ thứ nhất nè. Ví dụ thứ hai nè. Đó. Không chừng là như thế nào đó. Thử câu 1 nha. Bạn nào làm cho mình câu 1. Ôi chi tố mô đưa nền tê nha. Ôi ô tà. Ô tà cộng, tại vì ô tà không bắt chim thì chúng ta cộng với real
Vậy là nói như thế nào đây? Không chừng chiều nay mưa sẽ đến, vậy nên có nên mang theo ô không nhỉ? Ở giữa nên đề đây là câu dẫn dắt giới thiệu cho người nói người nghe biết một cái tình huống nào đó nha. Chiều nay không chừng là trời sẽ mưa, không chừng trời sẽ mưa. Mình đem dù theo, mình mang dù theo thì bạn thấy thế nào? Ok. Rồi câu tiếp theo, bạn nào? Đối với em tôi thì thơm xả gương chỉ có một cái sợi, không chừng là hơi nhỏ, đúng không ha? Hơi nhỏ. Rồi ok. Rồi bây giờ mình trả lời bài nha. Tiếp theo, Ironer chỉ tố mồ rư. Tại sao nghĩ là chữ rư đây? Rư. Đây là định ngữ, nó nằm trong thầy nào đây? Tương lai. Tương lai, đúng rồi, tương lai. Napun il tử rư yom tu e tu ko. Yom tu e tu ko có như là mình tâm niệm là hanh hế che hệ cứ seo kỳ tố thăm gì ta. Che hệ cứ seo cả đây là gì đây? Dựng lên một kế hoạch nào đó ha. Vậy thì câu này mình dịch như thế nào? Bạn nào dịch được? 그렇지만, thế nhưng mà người nào đó, 어떤 사람들은, có người nào đó thì có tâm niệm là không chừng sau này sẽ có việc xấu nè xảy ra. 이르날 지도 모를 나쁜 일 들, không chừng là có những việc xấu xảy ra với ai đây? 자신에게, với họ. Cho nên họ thường lập là kế hoạch cho một cái năm sau. Thành hệ kỳ hạ cứ xeo kỳ tốt tầm đặc. Nên họ cũng thường dựng lên kế hoạch cho họ, lập ra kế hoạch cho họ. Ok. 여러분 나라에도 토종 비결 같은 예언서가 있습니까? 예언, đúng nha. Cái này sách này nó ghi nhầm rồi. Câu này mình dịch như thế nào đây? Ở đất nước của các bạn thì có sách dự đoán như là quyển Thô Trong Đi Chơi này không? Ở Việt Nam mình nhiều lắm à nhỉ? Thấy nhiều à? Iran ở đây là từ viết tắt của Iran. Check. Để mình viết ha. Irakohata cộng với định ngữ nên thì mình có thể viết tắt là Iran. Irakohata các bạn biết đó là gì không? Là cái gì đó đúng không? Đó là. Rồi còn thắc mắc gì nữa không? Nhiều cái ngữ pháp nó viết tắt á, cái mình không biết. Trong cái phần này mình thấy sử dụng rất là nhiều ngữ pháp trung cấp đó nha. Cái từ Ichiham nghĩa là gì con? Ichiham là cái tên. Các bạn phải để ý cái nào là tên, cái nào là nghĩa nha. Nhiều lúc cái tên mà mình không biết cách mài mò đi tìm nghĩa, tìm rách cuốn sách luôn mà không thấy. Thì cái nào không có là các bạn cứ nghĩ đó là tên danh từ địa phương hay là tên của người nào đó là được. Rồi chưa? Giờ đọc qua cái đi rồi gì? Thì đọc không? Cái phần này các bạn đọc qua cho nhớ đi ha. Rồi, anh Nam. Rồi tới bạn Hằng.
Em ở cho truyền thống hồ sơ ta đang từ lúc hắn hồ sơ ta cho tình chi mà tình chi đến mùi đã là bộ sơ ta đối luôn đi cho ngươi đi cho cái sơ yên nên có sơn của ta đồn được chỉ án sơn mùi đã hắn chi cho mùi đó thô chân đi cho nước có lý thả đàn cho ít sơn mùi đã ngại tới bạn Kim Phương. Ngữ pháp tiếp theo. Không phải ngữ pháp mà là phần giao tiếp trang 41 chúng ta học rồi đúng không? Bây giờ mình qua giao tiếp của trang 42. Xe he kêu hẹt xeo ghi nít cho xin mọi hàng gì. Mình nói lên cái quyết tâm và cái kế hoạch mà mình sẽ dựng vào lập vào năm mới. Bây giờ coi mời bạn Việt đọc một câu, dịch một câu với là bạn Xuân. Bắt đầu. Đang làm gì vậy? Kế hoạch của tôi vào năm mới. Đây là cái định tân ngữ đúng không? Xe kế hoạch thì nó đi với xe ô tà. Vậy mà mình dịch cái đuôi câu trước. Tôi đang lập kế hoạch cho năm mới. Vào năm mới thì tôi sẽ chăm chỉ học tiếng Hàn Quốc. Tôi đã học tiếng Hàn Quốc trong vòng 1 năm nhưng mà tiếng Hàn của tôi vẫn chưa được giỏi lắm. Rồi như chỗ này các bạn xem cũng vui hay giá kết sinh gì cả, các bạn cứ nhớ ra kết sinh gì cả là chắc phải vào năm mới chắc là tôi phải học chăm chỉ tiếng Hàn quá, chắc là tôi phải chăm chỉ học tiếng Hàn. Rồi tiếp theo Misu, bây giờ mời bạn Kim Phương với lại bạn Nương. Nào mô Phật cực chân hai chi mã về giảng chi hi còn bu hoa mờ chạy hai tư ít chung còn người ta đừng lo lắng quá nhiều, nếu bạn học tập chăm chỉ bạn sẽ có thể làm tốt. Chắc có lẽ sẽ làm tốt. Mình chú xin lưu ô tô kêu cơn sẽ mất xin lưu tóc. Bạn Minh Xu thì đã làm kế hoạch như thế nào? Rồi tiếp theo mời anh Nam với lại bạn Liên. Bữa nay lo của anh Nam bị nghẹt mũi. Lo anh coi lại có bị gì không? Rồi ok. Châu Âu hay châu Á? Châu Âu mà. Thì vào kỳ nghỉ hè lần này tôi định đi du lịch ba lô. Bê năng dây hen là mình mang cái ba lô ở sau mình đi du lịch á. Thì đi đâu đây? Đi châu Âu để du lịch cùng với người bạn. Rồi tiếp theo mời bạn Hằng. Hằng với lại anh Việt nha. Thank you.
Đâu, thấy câu dài cái không chịu nói à. Hằng ơi. Ba, cô cho Khang nghĩ đọc trước năm mặt. Anh Việt. Tết yên, lãng tư, tử tư, tử thà ra, linh dở hôn hạt, lô hà rô khô hình tạc. Rô sơ dở chân thủ tôn, cố liên sơ dở hôn thân lạc, nà ra hê, tê sơ, nà ra hê. Cái tư đơn sử dụng hạ sơ sơ. Lúc bức, à tội ồn. Cái ngữ pháp đuôi câu trước. Tôi định đi du lịch tới nước Pháp, nước Thụy Sĩ, nước Italia. Vì thế dạo này tôi đang tôi xem bản đồ bản đồ về và tôi học mà tôi học mà tôi đang học nhiều thứ, nhiều điều về đất nước mà tôi sẽ đi du lịch. À, câu này hơi dài ha. Thì những câu dài cứ anh ngắt ra hai mệnh đề, mệnh đề trước xong rồi cái tới mệnh đề hai, anh coi cái nào phù hợp cho anh dịch ha. Rồi tới bạn Hằng. Thế năng giới hạn ở đây là đi du lịch, mang ba lô đi du lịch. Ờ, du lịch ba lô. Cái ba lô ở sao mình đeo ba lô sao mình đi du lịch đó. Tôi cũng đi du lịch châu Âu về. Tôi học được rất nhiều. Tôi đã học được rất nhiều qua những chuyến đi du lịch. Tôi đã học được nhiều thứ thông qua cái chuyến đi du lịch ba lô. Rồi câu tiếp theo mà anh Thơ với lại bạn Nương. Mất thứ nhiều thì ra là như vậy. Đây để chưa dịch hết mà Nương, để cho bạn ấy dịch hết đi. Richard Tushi, Tiberi Chumi hay á, có cái gì để, có cái gì phải chuẩn bị không? Đặc biệt có cái gì phải chuẩn bị không? Rồi tới Nương nha. Để anh dễ hơn hơn. Để không phân qua chút cho dễ ra khi chủ đông hầm người ta. Chung vô hầm người ta. Dễ hơn kia. Tổ chắc hà mòn. Hà miền. Tổ chắc hà miền. Tổ chắc hà miền. Tổ chắc hà miền. Tôi mình đọc hoa hay là hoa cô? Tổ chắc hà miền. Tổ chắc hà miền. Đừng có tổ, đừng có xuống tổ quá, mà là tô. Tổ chắc hà miền. Không phải mơn mà là miền. 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 Bạn đừng có phát âm chữ ng mà là phát âm chữ n. Yên. Lại đi, tại vì cái giọng giống như là giọng địa phương á, mình khó sửa, mình ráng sửa đi. Tổ chắc hà miền. Cái lưỡi của mình sẽ nằm trên cái phần lợi của hàm răng trên. Miên. Miên. Không được thả hai cái lưỡi ra, không được thả lưỡi ra mà bạn phải khép cái lưỡi bạn chạm vào cái phần lợi trên hàm răng trên. Bạn thử đi. Miên. Miên. Thử đi, không sao, mình kiên nhẫn mình chờ mà. Chữ M đúng rồi, chữ M với chữ O đúng rồi đó. Còn chữ N. Làm.
thôi giờ về đi. Bạn có biết chữ lan không? Bạn lan. Đúng rồi, tại vì ở miền Nam của mình đó, chữ N mình phát âm thành chữ ngờ không à. Phải chịu thôi, tôi chắc hàm nha anh. Thôi ráng đi ha, rồi tiếp. Chị mộng chân xúc xô đứng vậy ha thì ạ. Chị đi cô, chị cha, chị cam siêu đứng xúc hạ chi cô thẳng thì ạ. Chữ ganh bạn đọc đúng rồi đó, si ganh. Đúng rồi đó, mà chữ nhân bạn cũng dán khép cái lỗi lại giống như chữ ganh đó, ganh. Si ganh bạn phát âm đúng, còn chữ hàm nhân thì không đúng. Cái này là phải gặp nhau mình mới luyện được. Rồi đọc dịch luôn đi. Quan trọng là đọc trước, quan trọng là đi du lịch và alo đọc trước. Cái chuyến đi du lịch ba lô á, quan trọng là mình đặt trước nơi nơi ở, nơi cư trú, nơi trú và phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông ha. Rồi tiếp theo, giờ hàng chị ấy tôi chắc hàm nhờ khi mà nếu như là đến nơi du lịch thì phải làm gì đây? Như vậy thì hãy đặt trước chỗ ở. 그리고 기차 시간표를 꼭 가지고 다니세요. Và nhất định phải mang theo cái gì? Thời khóa biểu. Thời gian biểu của chiếc xe tàu, của tàu. Cô bác xin mời ta. Cảm ơn. Nội dung này nó hơi dài ha. Rồi bây giờ đọc lại cho mình nha. Người đọc nửa bài. Hai người đọc nửa bài đi. Bạn nam với lại bạn nương. Nam với nương. Bắt đầu. Đi chơi đi chi. Mộ hà vui xin được có. Mạo mua cực chân hai chi mạo tư lờ dẫn chi mi còn mua hoa mòn hàm nhân hàm nhân đó tại hai chi ít chân cầm gì ta như thế thì ở trong cái việc gì ở trong cái việc chơi cái gì cả sao tôi bị đơn giờ đâm ba hát chê chỉ cứ qua tập chi dù đất đưa đô về nam giờ hương ưng và đô cô hàm gì ta. Rồi tới bạn khác nha, nói bạn Kim Phương với Đồng Xuân. Chúc em sẽ ra từ từ ở từ Italia lên sẽ ra hai vợ con anh đi cả cho đôi cô do xin chi cho luôn bao nhiêu cho do ra hai na ra ở cho ra cho cho ra ta chi luôn công bố hai cô ít xin đi cả cho tôi xong nhanh chân nè đưa đồ đưa đồ bây giờ để hình ngân thắt và bắt được người ta bây giờ để hình ngân phòng họ không hề sơ mà nên có xin để bắt cho người ta tôi rất tin nhờ tôi cho tôi tư thích con đi xin đi ra ra hai bắt chữ ít cho người ta bây giờ để hình ngân cô thông chân có chích sơ về đặc chí ở chung cho người ta các anh chị ơi, tôi chắc thân nhân trên màn màn chờ xúc xô rút thì rất hài xèo vì cô thì chàng chỉ cần cho luôn thích và chị cô hay đi xèo cũng nói xin người ta. Rồi tới bạn Việt với lại bạn Hằng. Alo chị cơ. em đọc cái này không? Vâng. Tôi sẽ tìm kiếm một cái gì đó.
Bạn Liên kia với lại bạn Thơ. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần giao tiếp tiếp theo. Trang 43. Hai thơ hai ơ thì rứa nguy hân chú ơn hà kỷ. Đây có nghĩa là gì đây? Chú ơn hà tà gì đây? Lời khuyên dành cho những ai mà đi tập. Thấy từ là gì đây? Thấy từ giảm cân. Giảm cân. Ăn kiêng đúng rồi đó, ăn kiêng. Ăn kiêng thay thử, ăn kiêng. Đúng rồi đó, em thích vậy đó. Bây giờ mình cũng giao tiếp tiếp nha. Người động câu và người đó sẽ dịch. Rồi câu đầu tiên, mời bạn Tình Lê. Tại sao lại chị ăn như thế này? Thức ăn này không ngon hả? Chị rất kìa chút có mà mùi. Tại sao ăn ít vậy hả? Sao ăn ít vậy? Đồ ăn không ngon hả? Rồi tiếp tại anh Nam. Không phải đâu, hôm dạo này tôi đang giảm cân. Tôi ăn kiêng định để, tôi ăn kiêng để giảm cân. Nếu nằm ở giữa câu thì mình dịch nó là để, còn nếu nằm cuối câu thì mình dịch là định. Rồi tiếp theo mời bạn Hằng. Cô ba của tôi có chăm sóc chị mình và tôi mô cô xin mô cô sờ luôn cô. Vậy hả, tôi cũng đang uống thuốc giảm cân để giảm cân. Sai bác chi nên dạ, sai bác chi cà là giảm cân xuống ký. Uống thuốc xuống ký thở xuống ký. Câu tiếp theo mà bạn Kim Phương. Phương ơi ngủ. Rồi Phương đi. Chắc quên nó luôn. Chắc quên nó luôn có xương cho chị ăn này. Bên trong nghe tôi là tôi cười. Chị chích cho kiên. Chích cho chất con có. Chắc ta ha. Bên trong nguyên hòa nên kê rồi.
Rồi, trong cái này có cái từ kyuchicho kim shisa là gì đây? Ăn uống điều độ. Chok tăng han un tông là gì đây? Vận động đều vừa phải ha. Chok tăng ha ta. Vừa phải, phù hợp, thích hợp. Vận động vừa phải thôi, đừng có nhiều quá hoặc là ít quá. Rồi có này dịch dịch luôn đi Phương. Cái việc mà uống thuốc không có tốt đâu, và nó rất là không tốt cho sức khỏe, có hại cho sức khỏe đó. Nên nên ghét chủ ào, nên làm cái gì đây, nên vận động vừa phải và có thói quen ăn uống đều độ. Rồi câu tiếp theo, mời bạn Anh Thơ. Đâu rồi anh Việt? Những cái nên ở trong hình thông đến thả cơ sở. Như cái kia anh đang vận động như thế nào? Hôm nay cũng như là hiện tại dạo này á, anh đang tập môn thể thao nào? Tập môn thể thao nào, vận động môn nào. Rồi tiếp theo mời Sinh. Cho nên Akimata Suyên Hako Ixeyo Kuniko sử dụng cái cầu thang thay cho thang máy, dùng cầu thang đi bộ thay cho cầu thang máy. Khoảng mấy mấy tầng đi, khi lên khoảng ba tầng ha, ba tầng. Rồi câu tiếp theo mời bạn Tình Lê. Chôn hè giao kết sao rồi họ tên cùng tông y trốn trốn cài ốc thì là suy nghĩ tốt đấy. Good idea. Trốn tốt đấy, chúng tôi cũng phải tập một tí, cũng sẽ phải tập một tí, chắc tôi phải tập thể dục, chắc là tôi cũng phải tập thể dục. Môn vận động nào thì sẽ tốt nhỉ? Môn thể dục nào thì tốt nhỉ? Rồi tới bạn Liên. Lên. Và hoặc là bơi lội thì bạn thấy thế nào? Rồi tới bạn Liên. Liên mới vào á. Bạn Liên kia mà mới này. Trần Liên phải không? Trần Liên. Liên nói được hả em? Rồi mất tích rồi. Vậy mời ai vợ? Anh Thơ đi. Anh Thơ. Hôm nay bạn lo nhà bạn gì kịp. Em rồi. Nào nhanh đi, còn câu cuối. Tôi không thích bơi cho lắm nên tôi sẽ tập Olympic ngày mai tôi bắt đầu ngay. Rồi, ok. Rồi, bây giờ các bạn đọc qua cái phần mềm trái thì mình qua bài mới. Bạn nào đây? Bạn Nam với lại bạn Hằng. Cô 저도 사용 바르고 산 바지는 약을 먹고 있어요.
nhắc lên mỗi khi có sự tiết kiệm này tương đang ngày đêm là tư vệ tư vích cho tư sức ra sức quan qua tất cả sân yên tâm hai cái hai lên kế của ai như khôn sư mới nói tôi muốn tôi hơn hai cái sớ chế đơn ai chứ mà tài tư vong hà vô ý sớ tư vệ tâm kinh chân tô nên ở đây bài thơ tôi xin ê kê ta nê y dông hà tê y sơ kê ta nê kê ta nê kê ta nê kê ta nê dông hà tê y sơ thầm man chờ lên sáng tác tư tình nhỏ hà tê y tô hôn trường hai ra tư sơ ở tôn ứng công y sơ tăng thái ốc tương na ê ê bức tư hai nên tê ở tê ốc Suryang은 동료 저와 하지 않으니까 에르빅은 바라겠어요. 늘 항상 딱 같았어요. Ok. Rồi bây giờ mình qua phần tiếp theo. 주말 계획 세우기. Trang 44. Dựng lên kế hoạch vào cuối tuần. Ha. Các bạn xem từ vựng nha. Khung nhân tề tập. Đây là được trình diễn, được biểu diễn, được trình chiếu, được công diễn chứ công diễn. Dân thức khung dân anh nè là gì đây hướng dẫn biểu diễn gặp à xô cước chân là gặp hát nhỏ Mili là trước tiên trước dê me là đặt vé trước đặt mua trước đấy sẵn đây những cái từ vựng trong cái phần khung nè dân thực là gì đây kịch còn dân hoa là gì đây phim dân cước khung dân nữa là diễn kịch ha còn công dân suy anh là gì đây thời gian diễn dân chu cha là gì đây người biểu diễn và dân chu là diễn nè cha lúc nào cũng là người nha tê cúc chân xô cúc chân là gì đây rạp hát lớn và rạp nó hát nhỏ dâu hoa sang dân là gì đây chiếu phim sang dân suy anh là thời gian chiếu tam tốc là gì đây giám đốc đạo diễn giám đốc dấu hoa canh với lại cước chân nó bằng nhau rồi bây giờ mình đọc qua phần này nha mỗi người câu tiếp xuân Iban chu ho yu mo mo ha sông yu ta dân cước ơn bô hư ha nâng cơ ơ trẻ ơ tuần này vào thứ bảy tuần này thì bạn sẽ làm gì nhờ hỏi ý kiến nè bạn thấy thế nào đi ví dụ bạn thấy đi xem kịch thì thế nào đi xem kịch thì thế nào dân cực bồ đó thả nừng ghê cái việc mà đi xem kịch thì ở tiểu thế nào rồi câu tiếp theo mời anh Nam Ở tên Ân cực cái báo này có cái thông tin về cái có cái thông tin công diễn của cái hợp tác do ghi ý xin mình nè trong cái tờ báo này có hướng dẫn buổi trình diễn kịch rồi tiếp theo mời bạn Thằng ở tiếp tục là đến tiếp số quốc gia ngày sau, ngày sau nên cùng thảo luận học từ cổ. Hàng tiếp số quốc gia ngày sau nên học từ luận học từ cùng nhỏ cùng thảo luận bộ luận về ở đâu, xem ở đâu nào, xem tiếp là ở dạp chiếu nhỏ ánh sao, có phim xa và ở dạp chiếu nhỏ ánh sao thì có phép trừ này. Chúng ta xem thế nào nhỉ?
đúng rồi. Rồi tiếp theo mời bạn anh Thơ. Ê, sexy hả? Vậy thì đâu mình coi thời gian trình diễn nào. Mình đang nói một mình mà, đâu phải hỏi tiếng đâu. Để mình xem thời gian biểu diễn nào. Rồi. Thứ bảy thì diễn vào lúc 4 và 7 giờ. Rồi tiếp theo mời bạn Phương. Ủa Phương đâu rồi ta? Nương. In tốt khi còn gian nhân của chị ta Thổ yêu yên Tế nên xa ra mi mã na thầm mì ta Mã nê Mã nê thầm mì ta Mì lì Dễ mê hê Mịt chi Án nê nhớ Á mà hư rú Mịt xa cầm mì ta Dạy In lúc khi còn gian nhân Không xích tập À, vậy thì mình cùng xem buổi biểu diễn vào lúc 7 giờ. Thôi ghi đây nè, vào thứ bảy Saram Mi Mà nước cộng gì cả. Vào thứ bảy chắc sẽ có nhiều người đây. Đi đi dễ mê hay nộp chi ả nư dễ mê hay nộp chi ả nư miễn. Nếu không mua vé sẵn thì Ama phiếu rớt một xa rớt cộng gì cả. Sẽ không thể mua được vé đâu. Không ổn ư dễ mê hay hà rớt học sạch. Vậy thì hôm nay mình đi đặt vé thôi, cùng đi đặt vé đấy. Kuroshita. Rồi ok vậy đi. Đó. Rồi bây giờ đọc lại cái phần này nha. Mời bạn Tuyết Nương nè. Luyện nói một tí. Rồi bạn Tình Lê. Nãy giờ bắt nói nè. Iban chú thổ vô gì đây. Khoan. Iban. Sai. Iban. Iban. Ừ. Đó vậy đúng rồi nè. Iban chú thổ vô gì đây. Có hành và mì tắc dẫn thức ưng bồ đơ dẫn thức ưng bồ đơ xà nâng chê ập tế chỗ khoan người khác em làm hết luôn rồi người khác cũng chính chỗ à, hằng ở chỗ nào cô câu thứ hai cô chịu cô chịu mỗi tuần đơn cuộc đi ông dân thì cô chưa nhớ không đọc hả em em đang đọc với cô nương đúng hả cô ừ nữa đi rồi mình gọi hết luôn mà giờ gì xin muốn e dẫn cứ công dân anh mơ có ít trời á ủa không cô hai bạn cứ làm tiếp đi rồi mình gọi chết mình gọi gì khác ở chi cực chi ta Hằng đâu? Hằng. Ừ, em là Yuji mà. Tiếp. Ở đi phục vụ, thỉnh tiếp tục trong ngày sớm nên xin hóa đơn hóa cùng.